Đây là con cảm biến nhiệt, cảm biến nhiệt của bếp thần ngoại. Con cảm biến nhiệt của bếp thần ngoại đó. Đây là con máy so hay dây nguồn 220 sẽ đi vào con máy so nè. Đây là dây nguồn 220 sẽ đi vào con máy dây máy so của mình, giống là dây sọc ghép ghép với nhau nè. Đi vào máy so. Đây là nguồn 220 đi vào máy so. Đây là con cảm biến nhiệt độ của mình. Cảm biến nhiệt độ, dây của con cảm biến nhiệt độ là dây trắng này, nắm trong dây này. Đây à, dây của máy so. Máy so mình là 2 dây đó, 2 cọng dây đúng không? Như máy so là cảm biến nhiệt độ đó, dây máy so. Mày cho mày cho mày nè, con cảm biến nhiệt của mày, cảm biến nhiệt của bếp hồng ngoại. Cái nhiệt độ mình nó không đúng của mình mà mình phải khai con cảm biến nhiệt.